Hi, cho anh em mọi chị ở lớp mình là Tử Lũ NC8. À, đây là video bản á, tập số 276 của mình với cái ác VIP 13 ở server số 14, server của bác Tú Yến này đúng không? Này một server tương đối là hot. Đuôi hiện tại đang sử dụng là một cái meta mình cho rằng đang hết sức mạnh mẽ trong thời điểm hiện tại, meta sáng thế rắn. Mà dù sáng thế hổ đang được boost bởi Terry 2k3 nhưng nó vẫn thiếu một cái điều gì đó hơn so với sáng thế rắn. Sáng thế rắn được mình xét lại được có cái hai lợi thế hơn so với sáng thế hổ. Không phải đỡ đòn và kháng chí mạng mà nó là meta độc chiêu. Có khả năng là cái gì nhỉ, tăng độc chiêu cho toàn bộ đội hình đúng không? Về sức mạnh của độc chiêu thì tư chất càng cao độc chiêu của nó càng bá đạo. Thứ hai đó là cái meta búp công, khi mà Chrysalis có khả năng búp công cực kỳ mạnh mẽ cho toàn bộ team, cụ thể các võ sĩ rắn và kể cả các võ sĩ không phải rắn tới từ nội tại và cả mình sôi tới từ cả tuyệt kỹ lẫn độc chiêu của Chrysalis. Đây là một con võ sĩ búp mình gọi là hết sức chất lượng, mặc dù nhìn nó hơi xấu tí thôi nhưng mà nó rất là khỏe các bạn ạ. Về từng võ sĩ một thì mình cũng trách luôn cho anh em cùng coi. Đấy, tất cả đều thức tỉnh vũ khí ăn học đầy đủ đúng không? Mình trách môn của cho từng võ sĩ luôn. Chrysalis tam môn, Anis cũng tam môn luôn, Kula tứ môn, Leola dị lục môn, Kaoret thì nhất môn, và cuối cùng Zero là tứ môn. Môn nó chưa được ăn học ở mức tối đa nhưng thực sự đã rất là cao rồi các bạn. Một võ sĩ lục môn, ba bốn võ sĩ tam môn và tứ môn. Không có mỗi con Kaoret thì buộc phải nhất môn thôi. Tổng lực chiến lên tới 938.000, sắp xỉ 940.000 và không hề thấp chút nào cả. Về top đấu trường, server gộp cho nên thực sự cuộc cạnh tranh mốc 2.59 nó hết sức là không điển. Năm nay thì đang ở hạng 3x, ở server thường thì sẽ là hạng 1x, về túi đồ của hãng này thì mình cũng check luôn. Còn 130 mảnh bản năng, anh em nào mua về thì tiếp tục nâng môn cho nó cao lên. Trong số các thẻ võ sĩ ở đây thì Orochi là sẽ nhiều hơn cả nhưng thực sự nó không quan trọng. Còn bao nhiêu chiến thần? 17 chiến thần, chủ ác cũng chẳng biết mới làm gì ấy, đúng không? Chắc là mới tham gia sự kiện gì đó. Danh sách võ sĩ này mà ác này đang có bên dưới còn rất nhiều tư chất 14. Server mình xem lại là server 14, server cũ. Do đó thì cái việc nhiều võ sĩ cũ là hết sức bình thường. Các anh em cho đội hình 2 thôi, nghĩ 6 sao, Rugo 6 sao, Cafe 5 sao. Bên này mình nghĩ là Robot 7 sao luôn rồi này. Yori dị đã 6 sao và mình cũng check luôn các anh em biết đó là tứ môn rồi nha. Bạn nào mà cái gì nhỉ, đưa con mua ác về thì đưa Yorizi vào đội hình 2 đúng không, đã tứ môn rồi, đội 1 sang thì rắn, đội 2 tứ hồn, chuẩn mực rồi đúng không, chuẩn mực. Về danh sách võ sĩ mà ác này chưa có cả thẻ thì thiếu tổng cộng là 7 võ sĩ rồi. Ok, một ác mình cho rằng khá là ngon, khá là ngon. Full boss môn ổn, VIP 13 VIP cao nhất, hơi đáng tiếc một chút nhưng mà chủ ác ấy không biết tích chữ kim cương. Anh em nào mua ác về thì cố gắng tích chữ kim cương. Quay vòng quay mắn điều tay một chút đúng không? Trong thư này thì cũng còn một lượng kim cương tương đối, các bạn nào mua ác này thì có thể gọi là cái gì nhận. Giá của ác này là 1,3 triệu cho cái ác ta VIP 13, đội hình sáng thế rắn mình nghĩ rằng rất ổn, lực chiến cao, top cao. Giá của ác là mình xem lại là 1,3 triệu. Bạn nào mua ác liên hệ với mình trong số điện thoại cũng như là link Facebook bên dưới phần mô tả của video. Đây là video bán ác tập số 276.